Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, gần với lại trường Cao đẳng Điện lực thuộc đường Hà Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của hai căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến quý khách hàng. Thì hai căn nhà này có diện tích như nhau và đã bán một căn phía bên tay phải rồi, thì mình chỉ còn lại một căn phía bên tay trái. Dù chưa hoàn thiện thì đã được anh chị chủ nhà đã bán cũng như khách xem và đã đặt cọc rồi. Cho nên là còn lại một căn nhà duy nhất và là căn nhà đẹp, nằm trên một cái con đường rất là rộng, với một con đường phía trước căn nhà mình phải rộng đến tầm cỡ khoảng 16 mét. Và căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu và là căn nhà nằm ở phía mặt tiền bên ngoài, cho nên là giá trị rất là cao, cũng như vị trí cực kỳ là đẹp. Với căn nhà được thiết kế theo phong cách mini phố và đang có diện tích là ngang 4m2, chiều sâu căn nhà lên đến 16m, và được các chủ nhà đúc kiên cố, một trệt, một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng vỉa hè 2,5m phía ngoài, mình để xe gắn máy và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có phòng khách, phòng bếp cũng như gara để xe hơi, và mình có 4 phòng ngủ chính cũng như 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng chặt và sân thượng ở phía trước, phía sau căn nhà. Và đây là con đường ở phía trước căn nhà mình. Căn nhà mình thì nằm sát với lại trục đường Hà Huy Giáp và một cái vị trí cực kỳ là đẹp. Chỉ cách đường Hà Huy Giáp tầm cỡ khoảng độ 50m thôi. Một trục đường Hà Huy Giáp di chuyển vào một chút xíu là mình rẽ tay tay trái là đã vào đến căn nhà mình rồi. Với căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, và phía trước có một mình có một cái con mương nước ở phía trước, và phía bên thì mình cũng có một cái khu phân lô thì cũng sắp sửa được xây dựng, với con đường ở phía trước căn nhà rất là rộng để quý nhà mua để ở, mở văn phòng công ty cũng như mình mua và đầu tư cho thuê hoặc là mình để dành thì rất là tuyệt vời. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và đang có hướng là hướng Tây Bắc này. Thì căn nhà mình là căn nhà nằm ở phía bên ngoài khu phân lô ở đường trục chính, và mình có một con đường bên hông cũng như là khu phân lô đi vào bên trong, thì mình có tầm cỡ khoảng độ 50 căn sắp sửa đây là cũng chuẩn bị được xây dựng. Và trong khu phân lô phía sau này thì chỉ có diện tích là 50, hơn 50 mét vuông thôi, và đang có giá tầm cỡ khoảng độ 3 tỷ 4 đến 3 tỷ rưỡi cho một lô, với con đường bên hông là đường lên đến 16 mét, và con đường phía trước căn nhà mình thì rộng hơn, và là căn nhà nằm ở mặt tiền bên ngoài cho nên là giá trị nó sẽ cao hơn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì căn bên ngoài dù chưa làm xong thì đã được anh chị chủ nhà bán rồi, và khách tới xem rất là nhanh. Khách xem ưng đặt cọc ngay dù chưa hoàn thành. Và còn lại một căn nhà duy nhất thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để gửi đến quý khách hàng đang có nhu cầu và đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà đẹp nằm trên một con đường rộng để mình vừa ở và làm văn phòng công ty cũng như tiện lợi cho gia đình mình, có con em có nhu cầu vui chơi giải trí cũng như tập thể dục mỗi buổi sáng buổi chiều thì rất là thuận tiện, với con đường rộng lên đến 16 mét này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là mình sẽ có một cái gara để xe hơi, cũng như khu vực ở phía dưới này anh chị thiết kế để mình để xe hơi nếu gia đình mình có nhu cầu. Thì khoảng
Không gian ở phía dưới này thì dài tầm cỡ khoảng độ 7m, 8m thì mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà, rất là rộng rãi và thoải mái. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế theo kiểu phong cách bán cổ điển, phong cách Roma. Mình có những cái hệ thống trần được trang trí rất là nhiều hoa văn chỉ nổi, và hệ thống đèn trùm chiếu sáng rất là đẹp. Hai bên mình có những cái bức tranh trang trí, và khu vực phòng khách ở phía bên ngoài này thì anh chị ốp gạch đá cao lên khoảng độ 2,5 m, và trần nhà mình được lót gạch đá bóng kính cũng như có đổ bê tông, thì gia đình mình để xe hơi vào bên trong mình sẽ không sợ bị lún. Còn nếu tạm thời mình chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt này mình làm phòng khách rất là thuận tiện. Thì ở phòng khách phía bên trên tầng lửng mình để làm phòng làm việc hoặc là phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình, rất là thuận tiện với hai phòng khách. Di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Thì trụ thang tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ gỗ sồi, và lan can được làm bằng kính cường lực 10 ly. Như đối diện cầu thang mình có một cái tủ rượu cũng được làm bằng chất liệu gỗ gỗ sồi. Mình có thể trang trí những cái chai rượu, những cái vật phẩm gia đình mình yêu thích. Cũng như phía dưới mình có trải một cái thảm rất là đẹp. Và bên trong là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, thì tủ bếp, bếp căn nhà mình cũng được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Không gian phòng bếp mình có thể để được tất cả các loại bàn ăn vào bên trong căn nhà. Với căn nhà được thiết kế rất là rộng, rất là đẹp. Phía sau mình có giếng trời để lấy gió và ánh sáng thông từ trên sân thượng xuống, và được các chị nhà trỏ cho mình rất là nhiều cửa sổ để mình lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ 750 triệu đồng, còn thương lượng thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem một căn nhà nằm phía bên mặt ngoài khu phân lô nhà lầu đồng bộ, và có con đường rộng lên đến tầm cỡ khoảng 16 m, được thiết kế có tầng lửng để khu vực ở dưới tầng trệt này mình có nhu cầu làm văn phòng công ty cũng như để xe hơi rất là thuận tiện. Và phòng khách thì được anh chị nhà di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn nếu nhà mình chưa có nhu cầu thì mình có thể để làm phòng khách ở dưới tầng trệt, rất là tiện lợi với hai phòng khách. Di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng thì mình sẽ có một cái mảng tường được dán tranh trang trí rất là đẹp. Phía ngoài mình sẽ có những cái lam trang trí, vào bên trong là khu vực không gian phòng khách tầng lửng, phòng khách thứ hai của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế khu vực tầng lửng để mình làm phòng khách, ở dưới để mình để xe hơi. Thì hai bên tường không gian phòng khách cũng như được anh chị nhà ốp nhựa giả đá cao lên kín tường, rất là sạch và rất là đẹp. Như mình có những cái mảng chỉ nổi trang trí, phía sau mình có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như hệ thống máy lạnh cũng đã được anh chị nhà đi sẵn để gia đình mình có nhu cầu lắp ráp máy lạnh rất là thuận tiện. Và chỉ với giá 6 tỷ 750 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm tại trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh và gần với lại quận Gò Vấp. Và căn nhà mình thì chỉ cách quận Gò Vấp tầm cỡ khoảng độ 5 đến 7 phút đi xe gắn máy thôi, rất là gần. Với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì quý khách hàng đã xem video thì nhớ đăng ký kênh để được nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất lên hàng ngày để cho khách hàng tham quan cũng như lựa chọn. Và như căn nhà này thì đang có một cái diện tích cực kỳ là đẹp cũng như một con đường cực kỳ là lớn. Và đặc biệt căn nhà mình thì nằm sát với lại trục đường chính đường Hà Huy Giáp, cho nên một cái vị trí cực kỳ là đắc địa. Cho nên hôm nay nhà đất Hoàng Tín xin quay video để gửi đến cho khách hàng đang có nhu cầu cũng như đang muốn sở hữu một căn nhà nằm sát trục đường chính Hà Huy Giáp để tiện vừa ở vừa kinh doanh. Thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem. Đây là khu vực không gian phòng ngủ cũng như nhà vệ sinh ở phòng ngủ phía trước của căn nhà. Và mỗi phòng ngủ thì mình sẽ được anh chủ nhà thiết kế có nhà vệ sinh riêng,
sử dụng rất là thuận tiện, với không gian phòng ngủ khá là rộng. Mình có thể là để được tất cả các loại giường cũng như bàn làm việc, bàn trang điểm và kệ để tivi cũng như rất là rộng rãi và thoải mái. Với căn nhà vừa được hoàn thiện xong, và chỗ này thì mình có hai căn, thì anh chị đã nhận cọc một căn rồi, nhận cọc một căn phía bên tay tay phải rồi, thì còn căn phía bên tay trái. Thì quý khách hàng đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà nằm sát trục đường chính và nằm trên một con đường rộng lên đến 15-16 mét và là khu nhà lầu đồng bộ mặt phía bên ngoài, thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và nằm trên một cái vị trí cực kỳ là đẹp thuộc đường Hà Huy Giáp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì so với quận Gò Vấp thì rất là rẻ, phải rẻ lên đến tầm cỡ khoảng độ 2 tỷ với một căn nhà nằm tại trục đường Hà Huy Giáp và chỉ cách quận Gò Vấp khoảng độ 5 phút đi xe gắn máy thôi, rất là gần. Một căn nhà nằm ngay trường Cao đẳng Điện lực thuộc đường Hà Huy Giáp, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, và là căn nhà được thiết kế có rất là nhiều công năng sử dụng, có tới 4 phòng ngủ chính cũng như 2 phòng khách. Thì mình có thể sử dụng một phòng khách và một khu vực để gara để xe hơi, và phía bên trên thì anh chị có thiết kế cho mình thêm một cái phòng. Một cái phòng này thì không có nhà vệ sinh phía bên trên này, cho nên là rất là rộng để mình có thể làm phòng thờ, phòng tập gym, phòng làm việc, phòng karaoke, với một cái phòng mà phải nói là cái phòng trên sân thượng rất là rộng, và ở phía bên ngoài là trục đường Hà Huy Giáp rất là gần, chỉ cách căn nhà mình chỉ cách đường trục chính đường Hà Huy Giáp khoảng 50 mét thôi. Và đây là khu vực không gian phòng lớn nhất để mình có thể làm phòng thờ, mình có thể thờ cúng cũng như gia tiên, và nếu gia đình mình chưa có nhu cầu thì mình có thể làm phòng karaoke, phòng làm việc hoặc là phòng tập rất là thuận tiện. Và phía sau mình có một cái sân để mình phơi đồ, như một cái khoảng không gian để làm phòng giặt, và cũng chuẩn bị được anh chị ở nhà che chắn ở khu vực phía sau này, lập mái che chắn. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.